Mời con đến đây. Con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người. Dạ, con chào cha, con chào cộng đoàn. Con thưa cha, con được ơn chữa lành ạ. Thưa cha, tháng 8 vừa rồi là con bị mổ ruột thừa. Con đau từ, con đi làm là con đau từ 8 giờ sáng mượn đi. Con đau, cứ đau râm râm, lâu lâu lại lên một cơn đau mạnh. Con nghĩ là bình thường, con cứ nằm nữa. Xong tối lại 8 giờ tối là con đau tự là phải nhập viện. Nhưng mà vô bệnh viện là bác sĩ họ thử máu rồi họ siêu âm mà họ vẫn không biết là con bị ruột thừa, họ để máy 8 giờ sáng mai họ mới mổ. Nhưng mà con bị bể rồi ra rồi ạ. Nhưng mà con không biết. Bây giờ con nghe bác sĩ bảo với người nhà là sau khi mổ là sau 6 tiếng đầu là có thể uống được sữa hoặc là cháo loãng á. Nhưng mà con vừa hút một hộp sữa vừa phát là con nôn ra hết. 2 ngày đầu con nôn, con không ăn, không uống một tí chi trong người hết. Mà cứ chỉ có nằm nôn ra rớt thôi ạ. Nhưng mà sau ngày thứ 2 là con nghe cái chị y tá hỏi là tại sao em gần nhà bệnh viện mà em lại vô muộn để cho bục ruột thừa rồi với vào bệnh viện. Con không biết, khi nó nghe chị y tá nói con mới biết. Sau chiều lại một cái anh y tá khác lại đến cũng nói như trước. Nói tại sao chị để cho bục ruột thừa rồi với đi vô bệnh viện. Nó không chỉ vô buổi tối mà buổi sáng họ để rồi họ với mổ ạ. Nhưng mà họ chỉ mổ nội soi cho con thôi cha ạ. Mà con nằm 2 ngày liệt mà trong phòng của con là 9 người. Mà có người 60 tuổi, có người thì có em bé thì 11 tuổi mà không có ai bị như con, ai cũng khỏe mạnh. Có cái bà nữa mổ trước con, bà mổ xong bà đi ra lại phiên con mổ mà. Mổ bữa nay mai bà dậy bà đi bình thường, như con nằm liệt 2 ngày trời nhá. Mà con cứ nằm, con cứ thầm thì con không dậy được, con cứ đọc lòng thương xót Chúa đó. Con bỏ quyển sách lòng thương xót trên đầu, trước khi đi bệnh viện là con đưa quyển sách đi. Con bỏ trên đầu gối, con kê, con cứ lòng thương xót Chúa. Nhưng mà trước khi con vô phòng thì bố con và em con ở ngoài là nhắn tin cho cha để cầu nguyện cho con nè. Con bây giờ được, sau đó là con nằm 8 ngày và con khỏe mạnh chứ. Con nghe họ nói là bị ruột thừa bục là có người chết cha. Nhưng mà con vẫn 2 ngày con mệt. Nhưng... chết thôi, không có chết cha. Thưa anh chị em, vâng. Đúng như thế, có nhiều người không biết lúc mà đau bụng mình không có biết là đau ruột thừa. Thường nó làm bên rốn, qua sang bên đây trái một chút đúng không? Tay ngang bên rốn, mà đau đây thì mình đoán là dễ bị đau ruột thừa. Và đi bệnh viện thì có những người bác sĩ vô lương tâm hoặc là không có chuyên môn, cứ để người ta nằm mà không khám cho nó kỹ. Có khi là đau ruột thừa thì lại cắt thận, có khi đau ruột thừa thì lại mổ tim, vân vân. Thì những người bác sĩ vô lương tâm và tay nghề quá thấp như vậy thì không thể chấp nhận được. Chúng ta thấy rằng là nếu mà ruột thừa như vậy mà nó bể ra rồi thì có rất là nặng, rất là có nguy cơ tử vong, đúng như chị ấy nói. Cho nên chị phải nằm 8 ngày sau. Và nếu mà không có lòng thương xót Chúa cứu chữa thì hôm nay cô ấy không có thể đứng trước mặt chúng ta để mà làm chứng được. Chúng ta chỉ biết Hallelujah! Những các cái quạt lên, Hallelujah! Dạ, con thưa cha, còn một ơn gần đây nhất là cách đây nhà con, hai vợ chồng nhà con đến. Con với ông này là ai? Dạ, cha chồng con đây ạ. Ồ, con tên là gì? Dạ, con là Thành, năm nay con 40 tuổi. Con? Dạ, con tên Thảo, con 35 tuổi nha. Thành Thảo, rồi Thành, rồi tụi con ở đâu? Dạ, nhà con ở Hà Thuần Nghĩa, ở Nghệ An vào nha. Vâng, bây giờ là ơn của chồng con đúng không? Rồi, bây giờ đổi chỗ dùm gái, đổi chỗ dùm. Rồi, anh chồng, anh Thành. Vừa rồi Thảo đã nói về ơn của Thảo là ruột thừa, Thành Thảo ruột thừa, còn Thành thì ruột gì? Thưa cha, con đã chơi ma túy hơn 20 năm nay ạ. Thảo ruột thừa, Thành ma túy. Hơn 20 năm. Rồi nhờ đâu mà con được thoát khỏi ma túy sau 20 năm để cho ma túy nó điều khiển con? Thưa cha, cách đây 2 năm con có vào đây một lần nhưng con không vào tiện, ở đây con vào Sài Gòn quận 1. Thì có một ông cha vào với con là thì vào đây làm gì? Thì con là thấy nạn ông người con bỏ con về. Con về đây, được hôm nay được vào đây vợ con bảo là em đưa anh vào. Thì con xem trên YouTube có anh Thảo Ma đấy. Thảo Ma. Thế hôm nay con vào đây thì hôm con vào được 6 ngày rồi thì 2 ngày đầu tiên con ăn rồi nằm. Con nằm lê lết lên ghế ở dọc này nữa không ạ? Xong rồi ngày thứ tư là con ngày thứ ba là con đi chứng tội, xong là con lên được cha đặt tay thì đến giờ con khỏe mạnh và con không nghĩ đến cái ma túy như nữa. Chúng ta thấy một người 20 năm nghiện ma túy mà không có ơn của Chúa có còn to con đẹp trai như thế này không?
Anh quay một vòng coi người ta thấy coi. Thấy to con đẹp trai không? Mà lúc mà vào đây là anh như là con ma, anh nằm liệt ở chỗ phía trước kia, ở phía kia đúng không? Đâu có nằm đấy, Sơn đâu có nằm ở đấy. Con cứ biệt đâu con nằm ở nơi cái dọc dọc đường, dọc dọc ốt đấy. Nhưng mà sang ngày thứ ba là con được đi xưng tội và lên cha đặt tay cho con ngay ở đây luôn. Thì con ra ngoài con thuê phòng con nghỉ là con, khi nào con biệt là con nằm, con khỏe là con về con đọc kinh, rồi con đứng đến ngày hôm nay luôn. Hallelujah! Lời ai giới thiệu cho chúng con biết được giáo điểm tin mừng mà chúng con vào đây để Chúa giải thoát con khỏi quyền lực của ma túy sau 20 năm? Dạ, trước khi con đi vào đây thì con có xuống với cha Nguyễn Đình Thục ở Sông Ngọc. Dạ. Thì cha bảo vào đây rất là hay và con cứ đi vào một chuyến đi xem sao. Thì con nghe lời cha và được vợ con xem trên YouTube nhiều, vợ con đem con vào. À, tức là cha Nguyễn Đình Thục ở Sông Ngọc. Vâng, là người đã giới thiệu anh ấy vào trong giáo điểm tin mừng này. Chúng con xin cảm ơn cha Thục vì cha là một trong những người linh mục hiếm đã hỗ trợ chúng con một cách âm thầm và hiệu quả là đưa những anh em đang bị ma quỷ khống chế đến với lòng thương xót Chúa. Phải có lòng khiêm tốn lắm, phải có tinh thần lắm thì một người mục tử này mới giới thiệu người con chiên của mình cho người mục tử khác. Đúng không? Đúng không? Ngay cả các tông đồ kia mà còn chẳng chịu nhau, huống chi là các linh mục bây giờ. Ngay các tông đồ, 12 ông mà sát sườn với Chúa mà cũng chẳng chịu nhau, cãi nhau suốt ngày. Cãi nhau suốt ngày, chỉ tranh hơn tranh thua thôi, chỉ tranh giành ảnh hưởng, tranh giành quyền hành thôi. Nhất là tranh giành cái địa vị, tranh giành ảnh hưởng. Ai mà có ảnh hưởng hơn mình, ai có địa vị hơn mình, ai được nhiều người biết đến hơn mình, sức mấy mà mình chịu, đúng không? Tôi bái phục cha Thục và đây là một trong những linh mục mà thực sự là con cái của lòng thương xót Chúa. Đúng là những người anh em linh mục thực sự. Mình biết giới thiệu con chiên của mình đến với lòng thương xót Chúa, chứ không phải là đến với ông cha Long. Tôi chả là cái gì hết. Tôi còn kém hơn các cha khác rất nhiều. Tôi cũng tham sân si cũng đầy mình hết. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa thì tôi cũng là một tay độc tài, độc quyền và độc đoán lắm thưa anh chị em. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa, tôi cũng là một cái người mà lý luận, lý sự lắm thưa anh chị em. Nếu không có lòng thương xót Chúa, tôi cũng chẳng chịu thua ai đâu thưa anh chị em. Nhưng vì lòng thương xót Chúa mà tôi chịu khổ nhục như là bài sách Huấn Ca nói. Vì lòng thương xót Chúa mà tôi chịu thử thách, chịu khổ nhục, chịu trăm triệu đắng cay, nhưng để cho vinh quang Thiên Chúa được tỏ rạng. Còn ô nhục là kỷ phần của con. Faustina đã nói như vậy. Tôi đọc, tôi thấm trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi thánh nữ Faustina. Xin được gửi tặng cho anh bạn tấm hình lòng thương xót Chúa đấng đã giải thoát anh. Ha, đấng đây là đấng mà giải thoát anh khỏi quyền lực của ma quỷ. Và đây là cái móc khóa như lòng anh mong ước, móc khóa lòng thương xót Chúa. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa gửi tặng cho chị. Một người vợ mà chịu đựng chồng suốt 20 năm, anh chị em nghĩ đâu có phải đơn giản như vậy. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hãy mạnh dạn ra đi, loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót Chúa.